thì tôi cũng đã thừa biết là cái những cái video mà con đăng lên á thì cả thế giới đều biết chứ không phải là chỉ một người biết đâu, là toàn thế giới đều biết mình chứ không phải là riêng, ví dụ như giờ xóm ghiền ở đây cũng vậy, cũng đều biết mình như thế nào. Thì con nhận được cái tin nhắn á, là cũng như nói á, là hai mẹ con của bé Lại á, là cũng hay bính số đề. Trời ơi, tao nói miệng cho cổ ghét cho ăn, tao ở nhà bao bài tao quá, thằng bán tao, tao là người tao dám nói luôn nè. Là nói á, là cô và cô này á, là bà con với nhau. Bà con gì mày hết đi. Trời ơi, con kêu chính quyền lên đó luôn. Không có bà gì à. Ở sớm nghe, có tội nghiệp chứ tao có dòng họ gì chứ bà. Nói là... Tôi tức lắm, tôi nghe nó nói gì. Mà làm sao mà làm dấu chân lỏ chứ. Hả? Làm sao mà dùng hai cái bàn tay mình bọc hết, mình hết miệng thế gian đây. À, dạ rồi, Hùng Cao cũng xin mến chào quý cô chú anh chị mình nha. À, hôm nay Hùng Cao cũng đến đây để tiếp tục thăm lại cái hoàn cảnh gia đình của bé Lại, hai mẹ con. Tối hôm qua Hùng Cao có hay tin được chấn động, thì hôm nay Hùng Cao đến để hỏi xem cái vụ việc này như thế nào của chú anh chị mình ơi. Cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Đây, cô ơi. Bây giờ con hỏi hai cô nè, bây giờ á, hồi tối này con nhận được tin á, là rất là buồn và chấn động luôn. Nói gì vậy? Thì con có được khán giả bình luận vô á, là nói á, là cô và cô này á, là bà con với nhau. Bà con gì mày hết đi. Trời ơi, con kêu chính quyền lên đó luôn. Không có bà gì à. Ở sớm nghe, có tội nghiệp chứ tao có dòng họ gì chứ bà. Nói là mấy cô là bà con với cô mẹ của bé Lại. Giờ cho nói cho Hùng nghe nè. Mình ở xóm mà mình biết á, vợ chồng anh em này nghèo khổ vậy đó, mà mình có lời ăn tiếng nói vậy với cô của người hoạt bát nhiều hơn. Cô thấy vậy cô mới coi clip mà Hùng nhiều, cô mới giới thiệu ra cho Hùng. Chứ còn cô cũng đã coi chương trình rất là nhiều, cô biết rồi chứ không phải là không biết. Cô theo dõi rất là 3-4 năm nay luôn nữa, nhiều kênh luôn mà cô chỉ chọn cái thích con Hùng thôi. Đó, rồi cô mới giới thiệu cho chị Nhâm, cô lại cô cũng bàn là tôi thấy chị, tôi là người dân ở xóm mà nhưng tôi thấy ai hoạn nạn tôi thì tôi thấy tôi chịu không nổi. Mà tôi mới giới thiệu cho cháu Hùng nó, rồi để tôi hỏi ý cháu Hùng rồi được, rồi nó ra nó giúp cho chị. Mà chị cái gì cũng thảo luận cho gia đình, con chỉ và chị và bên mặt bên chồng chỉ có hài lòng cho cháu nó đưa lên clip không. Chị nó đồng ý, tôi nó đồng ý tôi điện đó, chứ còn ra đây mà ngủ làm chuyện gì không tốt với Hùng mà tôi không chịu. Trước khi tôi điện tôi phải bảo quản thằng Hùng rồi đó. Thì cô cũng đã biết á, thì cô cũng đã thừa biết là cái những cái video mà con đăng lên á, thì cả thế giới đều biết chứ không phải là chỉ một người biết đâu, là toàn thế giới đều biết mình. Chứ không phải là riêng, ví dụ như giờ xóm ghiền ở đây cũng vậy, cũng đều biết mình như thế nào. Thì con nhận được cái tin nhắn á, là cũng như nói á, là hai mẹ con của bé Lại á, là cũng hay bính số đề. Trời ơi, tao nói miệng cho cổ ghét cho ăn, tao ở nhà bao bài tao quá, thằng bán tao, tao là người tao dám nói luôn nè, tao là người quýnh số mà người không xin xỏ ai luôn. Tao chỉ thấy hoàn cảnh người ta tao đau lòng, tao tội nghiệp. Là mình nói người cho ăn chết mình không cứu thì mình thấy là mặc tội mình có lời lẽ hơn. Thì cô muốn vậy cô mới điện cho Hùng thôi. Còn chỉ chữ nghĩa không biết con thì mày thấy cái mặt đó không có lời lẽ gì cho nó khổ, cũng chết luôn. Biết cái từng chi tiết trong gia đình của bé của biết từ cô ở luôn. Trên bờ kinh à, muốn gì tôi gạt không ý là cái luôn. Cái người mà nhắn tin cho con á là biết từng chi tiết gia đình của cô luôn, của mẹ của bé Lại luôn. Bởi ta nói thế nào cũng có trên clip cũng có nhiều điều con không hay, chứ có nói trước cho chị luôn mà chị đừng buồn, chị đừng mặc cảm nó, ăn thua cô bác Mạnh Thường Quân ở gần xa, người ta sẽ hiểu với hoàn cảnh gia đình của chị như vậy nè. Ta có thân thuộc với bà gì hỏi mặt chính quyền xã Đại Ngãi này đi, có thân gì không, ta thấy bà khổ gì tôi nghiệp vậy thôi. Rồi chứ cô cũng dẫn Hùng ở nhà cô chỉ gia đình cô đó. Ta không phải phe già, nhưng gia đình ta đâu phải là người thu xúc. Vậy là cô chắc chắn là cô với mẹ của bé Lại là không có dòng họ, không bà con. Có giữ châu chung thì có, ta nói thật vậy luôn. Đúng rồi. Chị giao tao tin, tao cứ trước cho mẹ coi, không bao giờ thua nhà nào. Thì bởi vì con á, con đi ghi hình á, thì con cũng muốn á, là cái hoàn cảnh nào á, đó cũng phải được giúp đỡ. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó phải thật lòng với con và thật lòng với khán giả toàn, cũng như là cô chú anh chị đang xem kênh của con. Là muốn biết được cái hoàn cảnh nó có thật lòng và có khó khăn thật là sự hay không. Đúng rồi. Đó con mới ghi hình lên. Thì một khi mà con đến ghi hình cái hoàn cảnh á, là con về gọi là con phải suy nghĩ rất là đau đầu. Làm cái cách nào cũng như nói chuyện như thế nào để cho khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân nghe và hiểu được cái hoàn cảnh đó như thế nào để mà giúp cho họ được một cái cũng như là hữu duyên được cái phần nào đó thì trong lòng con thấy vui rồi. Đó rồi mà một khi mà con giúp rồi á mà có hoàn cảnh lại mà cũng như là bị bẻ kèo lại với con cũng như làm con xấu hổ mặt mày cũng như là ảnh hưởng tới kênh con rất là buồn đó.
Thì hồi tối này con nhận cái tin nhắn cũng suy nghĩ rất là nhiều biết luôn. Có nhiều người bình luận từng nói trước luôn. Dạ. Thì cũng như biết là mẹ của bé Lại từng có nuôi gà nuôi vịt mà bán hết nè. Rồi bé Lại đi Đồng Nai làm nè, bán hết đồ đạc này kia nọ nữa. Đó có không cô ạ? Cái đó này có. Thì tất nhiên á, thì con suy nghĩ á, là tất nhiên một khi mà mình muốn đi làm ăn xa mà không có tiền là phải bán đồ đạc để lấy tiền xe đi. Cái đó thì con nghĩ nó là không có sai. Nhưng mà con muốn chắc chắn một điều với con á, trên cái video á, là hoàn cảnh của gia đình cô này á, là phải thật sự. Bà cho mẹ xã luôn. Bây giờ chú không tin đâu, chú đi ngay ra xã. Chú hỏi cái cô này với tôi là có bà con. Nếu sợ tôi điểm cái công này, tao có số cái công này là công an nè. Còn bây giờ muốn ấy tao nó mày tao ăn mạnh nó mạnh nó chẳng sợ luôn. Dạ. Yeah. Đó. Người thật không gì sợ gì hết luôn. Nó nói thì đừng có chăm vô. Người ta quá khổ luôn rồi. Như tôi nói cho chú nghe. Để có người ghét người thiên. Dạ đúng rồi. Phải không? Dạ. Thấy nhà tôi như vậy thành ra nó chăm chích vô lận nó đừng chú đừng có hoang mang tới nhà tôi cái gì hết. Dạ. Nó muốn cự. Yeah. Tôi nói vậy là chú để hiểu phải không? Yeah. Rồi như vậy là cô có từng chơi số đề không? Không. Cô có, chắc chắn có khi này. Nào mua tấm kiến thiết thì có. Cô này là sao? Cô này đâu có làm gì ở xóm này đâu. À cô là ở xóm đúng không? À. Hôm nay mới gặp được cô nè. Cô mới biết lại tôi nghe vậy rồi chính. Nói hỏi bà chị này có bà già không à, bà khổ không chết cô cũng khổ đó mà cô neo đơn không chồng không con. Dạ. Tính là nhờ cha em nè cũng ở sớm luôn nhờ. Dạ. Em nó cũng biết hoàn cảnh cô cũng tính đi lại coi coi mấy cháu đồ có thể rồi. Cô bây giờ cô trước tiên bây giờ cô giùm con giùm nói giùm con là cô biết về thật sự cái hoàn cảnh của mẹ con bé Lại không? Bé Lại thì cô đây thì cô cũng biết gia đình đó, cô cũng biết hồi nào giờ thì cũng làm ăn đồ ở sớm đồ cũng cần cù làm ăn vậy thôi. Dạ. Vậy mà sao mà có một cái tin nhắn nhắn cho con nguyên một đêm là nói mẹ của bé Lại đánh số đề để mà bán hết đồ đạc. Không biết mình đâu có biết được. Thì con cũng nghĩ lúc ở ngoài mình đâu có biết được. Lúc khi mà con đến khảo sát á thì được cô đây á, giới thiệu á thì con cũng đã khảo sát qua. Thì mẹ của bé Lại đâu có làm gì để mà ra tiền mà sao mà chơi số đề. Dạ. Và nói tôi bà này tại vì tôi bú lên uống tôi trả tiền. Nói là có ở quán cà phê ở ngoài Đại Ngãi mướn bé Lại đi làm một ngày 200 tháng 6 triệu. Ý là nói là mướn không chịu đi, nói là bé Lại làm rất là làm biếng. À, ngủ tới 9-10 giờ không? Mà sau khi đó lúc đầu tiên con đến là có 8 mấy là thấy bé Lại thức rồi thôi. Mình thấy rõ ràng. Sáu giờ. Tuy mình lận. Tôi nói bây giờ là trước khi giờ người ta biết tôi nghèo, nghèo thành ra. Nghèo. Một cái để lên trận nghèo. Tao nó cái chữ nghèo nó tao đi nằm mình vậy chút chăng hoài tao không cần chữ nghèo. Thì ăn thua chú. Tao nói gì cho tao nói vậy. Mẹ ơi, chữ nghèo con về cách nhà cho mẹ. Con dẫn mùng lại nhà con chơi con giới thiệu. Bà con với tôi đâu? Tụi con dòng họ. Dạ đúng. Con có đến nhà của cô để mà dùng được bữa cơm. Là con biết được cái hoàn cảnh gia đình của cô. Chỉ hết dòng họ anh em. Dạ. Gia đình của cô rất là cũng như là nói là khá giả rồi. Chẳng lẽ bây giờ bà con của cô như vậy chẳng lẽ mình không giúp được cái phần nào sao? Giờ 5-7 anh em ta cho không lẽ không được bộ cột. Dạ. Mà nó thí dụ là bả là người thân của tao. Dạ. Từ lát này nó nhiều chuyện giao tao mua chiếc xe 1.8 em tao mới mua chiếc xe 900 mấy triệu tao để chị giao tao tàn mặt gì tao mất chi vậy sao nhà cô là ba tàu quạt không bao giờ để gì vậy. Dạ. Cái này là thấy chị là số người em tao lại cứ thiếu kém lên hết á. Chứ còn mấy người tôi thấy ba sớm tao làm vậy dòng họ tao đâu để những người thủ mộng gì đâu người ta đang chết mà mình không cứu mình lại là chết rồi sao. Dạ. Cô rồi cái tâm của cô vậy đó cô dính chấm nhau cô rất là cái tình hình tao đem ra ngoài nó đang 3 triệu ghé vô để quất cái tình hình mới liền. Dạ. Mày chơi sao không? Vậy là cái nghèo, tôi cái các cô đều đảm bảo cho con tao là bảo đảm mày luôn còn điện á gì thì mặt chính quyền tao điện liền mấy công lên liền cho hết. Ở đây công an có điện công an không công. Dạ. Anh còn nói cô giúp được cho vợ chồng nhâm vậy là anh cũng mắng ơn chính quyền thấy cũng nở mặt có mạnh đường quân giúp. Dạ. Tại vì khổ quá mày chính quyền tao không có lý gì giúp. Dạ. Cô mới đi ăn ngoài về đi em sáng về tới rồi chú Tám ơi. Ừ. Tao có sao tao nói vậy tránh tao không thích nó thêm. Dạ, đừng làm trái đạo với lương tâm. Dạ. Để nó gạt người không gạt trời thì trời phạt là cũng vậy à. Dạ. Cảm thích đâu. Thì á con cũng có nói với chú Tám hồi sáng thì chú Tám với con cũng không có tin. Dạ. Đó là sự thật. Tại vì nếu mà muốn sự thật là mình phải đối chứng. Ừ, phải mới là có sự thật.
Còn bây giờ thì con cũng không phải là nghe một hướng mà để mà đánh giá về cái hoàn cảnh của gia đình cô. Cô nói là cô hiểu liền, cô biết nguồn quay về cô. Dạ, đó. Thì chú Tám cũng không có tin cái đó là sự thật, cũng như là nhiều khi người ghét người thương. Đó. Dạ. Con nói vụ khán giả bình luận đó chú. Rồi thì giờ con nói thì mấy cô ở đây là chắc cú một điều là cô đây mẹ của bé Lại là không có. Tại thì cũng là đúng lúc trả tiền cho người có 2-3 ngàn gì. Ở chỗ quán cái này biết rồi, người ta lấy tụi lo. Dạ. Dạ đúng. Dạ. 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 Ok. Dạ. Chị nó phải chị của con. Chị của con là chị làm coi như là giống như cô để cái xe làm tàu khỉ cho nó bước qua thông. Dạ. Còn cái chuyện mà có không có là thật trong nội bộ đó. Dạ. Tôi tức lắm, tôi nghe nó nói vậy. Mà làm sao mà làm giống cho lỏ chứ. Hả? Làm sao mà dùng hai cái bàn tay mình bụng hết. Mình bệnh hết. Miệng thế ra đây. Đúng rồi. Bây giờ mình phải sống cho mình. Cô làm gì cho ai được lòng cô thấy nặng lắm không? Vì cô đang nặng lắm. Bình luận vô bên của con rồi, với lại trả lời với khán giả luôn là con phải làm những cái đó. Phải rồi. Đúng chính là phải rồi. Dạ thì cô chú anh chị, thì chú Tám cũng có nhờ thằng Cao cũng như quan tâm đến con của cái Lại của chú anh chị. Quá con coi đó, thì sống có hai mẹ con thôi rất là khó khăn cho chú anh chị, nên chú Tám có mua khô bên Hồng Cao để mà cho hai mẹ con mới lại có thể bữa nào không có đồ ăn thì cứ việc lấy khô ra mà chiên hoặc là như thế nào đó thì hai mẹ con của bé nha. Đây là 1 ký khô cá lóc và 1 ký và nửa ký khô cà phê đó. Đây khô của chú Tám gửi cho gia đình nha. Đây thì chả cá cắt lát cái gì á. Đúng rồi. Đây là bùn ngót các anh chị, để cho cô bữa nay có thể nấu canh dùng với bé Lại nha. Đó, thì cho nó mát cơ thể nha. Thì chú Tám có nhờ Hồng Cao mua thêm cái thùng thiệt là to này để mà có thể để khô đó, cô có thể để khô mì gói hay là hộp bịch hay gì đó tùy cô. Cũng như là chú Tám sợ để ở ngoài mấy anh tí ảnh dùng hết cô không được dùng các anh chị. Thì chú Tám rất là quan tâm đến mẹ con của bé Lại luôn, sợ việc bị mấy tí lụm hết rồi mẹ con không có gì để ăn đó, nên sống được cái thùng rất là to này để mà để đồ vô yên tâm hơn, lại kín lại dặn lên cái nữa. Ok ha. Thì sau đó đó thì chú Tám có nhờ Hồng Cao gửi cho hai mẹ con bé Lại 400.000 để như là khi mà buổi tối mà có lỡ mà ho sốt hay này nọ gì đó có thể chạy cầm được số tiền để mà đi mua, chứ ngủ mà không có tiền bạc gì hết trơn rồi lỡ bệnh mình đêm không có tiền, nên chú Tám nhờ Cao chuyển cho hai mẹ con 400.000 để có thể mua gì mua được mua. Cô ha, cô để dưới đây 400.000 của chú Tám gia đình cô. Chị em cảm ơn anh chị nha, cảm ơn nhiều dữ lắm, không biết sao nói nữa, nói được có nhiêu đó à. Mừng rơi nước mắt ha. Lại thì giờ đây cô và bé Lại cũng như cắt cái phần này xong. Yeah. Thì hôm qua có mua cái chai. Yeah. Thì con muốn là cho khán giả cũng như là chú Tám tận mắt chứng kiến để cho cô và bé Lại đi chài xem như thế nào. Tại vì cô có nói trên cái video là cô có đi chài. Để mà xem. Mẹ của bé Lại đi chài chú anh chị. Tao bỏ lá thì kia mà tao nhảy cho tao lặn thôi. Tôi lặn chứ cho bà Năm chài nha. Tôi kỹ nha. Thế nào đi theo người lên chứ có gì đâu. Cô cũng đã già tuổi cao của chú anh chị. Quăng không cho nó ra ngoài kia. Coi chừng dính cây bên kia nữa kìa. Bạn không biết có cá không nha. Quăng theo không có. Vô đó mà quất xuống kéo lên có cá gì. Nói gì được rồi. Dướng lục bình luôn rồi. Lấy cái cây dính cho gấp xuống. Cá ra đừng đó hết rồi. Đúng rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.